Chẳng hạn như Việt Nam có câu chuyện tự nhiên có ông Nguyễn Văn Bảy học 7 ngày lên 7 lớp, mà ông học lớp 7, ông lái chiếc MiG-17 mà cái máy bay của ông bị bắn 7 lỗ. Mà ai trên đời cái máy bay mà bay mẹ qua khỏi vận tốc ánh sáng, tức là Mach 2.5 của cái MiG-17 mà bị lủng một lỗ, mà ông lấy cái tay ông bịt cái lỗ lại mà ông lái máy bay ông về được, ai nghe được cái chuyện đó không? Quý vị anh chị em có thể coi nhiều cái chuyện lắm.